Hello anh em, mình là Đỗ Chí đây. Vui mừng chào đón anh em đã xem kênh video của Bonsai Đỗ Chí nha. Lâu lắm rồi em mới mới trở lại ra video cho anh em. Thì hôm nay em xin chia sẻ và giao lưu với anh em một cây hoa mẫu đơn Mỹ Cam Bonsai. Cây này thì được cắt phôi nuôi chững tay cành nha, nuôi phôi lại đó anh em. Cây này thì nó cũng là khá già, là cây đánh đạo từ trong dân về. Cây này nuôi phôi cũng rất là lâu năm rồi. Hiện tại thì cây thần trậu và ở bộ tàng nó thì anh em xem thì nó đã kín mịn hết rồi đấy. Thì anh em xem kỹ có thiện chí thì giao lưu với em. Đó, cây thì nuôi rất là kỹ nha anh em. Đó, mời anh em xem tổng quan một vòng đó nha. Cây hoa mẫu đơn bonsai cây Mỹ Cam nha, cây này hàng zin nha. Hàng này hồi trước em mua thì nó cũng là hàng cốt chậu đó anh em, cây nằm nằm chậu em mua về rồi em cắt rút tay cành lại. À, anh em xem nè, tay cành nuôi rất là kỹ nha, ở trong đây ra là cắt cốt một lần rồi nè, rồi mới dẫn đọt ra đây, mới dẫn ra đây rồi nuôi bộ gâm nó ở trên đấy. Cành nè, cành chững cành hết nha. Hiện tại thì cây đã xả bỏ hết những cái cọng kẽm của những cái cành chính rồi nè, anh em xem những cái dấu kẽm này mới xả ra nè, xả kẽm những cái cành chính hết rồi, còn cái bộ gâm phía ngoài thì em mới đi bộ kẽm lại đang cho nó mịn cái bộ tàn đấy. Thì cây trực lắc nha, bộ chân bẹ thì tự nhiên, hàng cúc chậu thì nó tự nhiên sao thì em mua về em làm vậy. Cổ ngọn lắc cũng rất là có duyên nha anh em, nó cổ ngọn lắc lên tới trên luôn nha. Nó tay cốt cành đây thì đều nuôi mới lại hết luôn, cây già mịn đẹp, mặc dù nó không có lớn cái thân, tay hàng cúc chậu thì nó không có lớn cái thân, nhưng mà được cái là cái bộ tay cành của nó già. Cây tổng thể cây tròn đều từ tứ diện nghe đẹp nha, chi phong chi chi một chi hai thì đều có hết nha. Bộ chân bệ nó thì nhiều, nó tương đối là những rễ to to không nè. Hàng này là hàng làm theo cái bộ bệ tự nhiên, em không có can thiệp vào sắp đế, không bộ bệ nó sao thì em để y vậy. À, củ thân cái nè, cây này có củ cũng thấy cưng lắm nha. Đó, cây ra mặt phía bên hông. Đây thì em làm cây có mình anh em mà, cho nên không có để lên đằng xây cho anh em xem được, anh em thông cảm nha. Đó thì em sẽ đi xung quanh em quay cho anh em xem chi tiết cụ thể cây này. Đó, ở trên cao bây giờ nhìn xuống anh em, bộ tàn nó kín mịn hết nè. Cây này thì nó đang chuẩn bị ra hoa nha. Đây thì em không có xử lý để em ép cho nó làm hoa gộ, thì hoa nó ra lưa thưa trên cây nè, nhưng mà lúc nào nó cũng có hoa. Đó, thì hiện tại cây này anh em có giao lưu về thì chơi kịp cái lưới hoa này luôn. Nụ thì nó đang búp hoa nè. Còn làm hoa thì cũng dễ đó anh em, mình chỉ cần cắt nước. Cắt nước để cho cái cây nó đừng có ướt cái chậu cây. Rồi khi nào anh em thấy cái chậu cây mình đó nó khô lá, cái lá nó không phải là khô chết nha, khô héo xào lá lại, những cái đọt non của nó hơi rũ lại vào ban ngày. Đó, khô mặt chậu anh em cảm thấy bụi bay mặt chậu được luôn, thì lúc đó anh em mình tưới nước vào và mình cho nó ăn một ít phân hữu cơ hay là phân bò, hũ nấm chi cô gì đó. Phân hữu cơ thì đều tốt, còn phân hóa học thì anh em pha một liều thiệt là lỏng thôi, anh em tưới vào cây thì tưới và phân một lần thôi, rồi anh em cứ tưới nước hàng ngày hoài thì như vậy nó sẽ đâm chồi lên một lần. Trong cái thời gian anh em mà cắt nước đó để làm hoa đó, thì anh em có thể là mình tạo tác lại cái bộ tán nó cũng được, tức là mình có thể là mình cắt tỉa lá, bỏ lá hết. Nếu như cái cây gì ở của anh em á nó già cái bộ lá thì anh em cắt bỏ hết cái bộ lá, rồi mình tỉa tót lại cái bộ tay cành cho nó gọn lại vào phơm hay là vào kẽm gì đó, anh em cứ làm xong rồi anh em tưới phân tưới nước vào thì nó sẽ đâm cái bộ lọc non ra. Thì từ cái ngày anh em cắt nước anh em làm á thì tới cái ngày nó ra hoa nó rơi vào khoảng là 70 ngày cho tới 80 ngày, 90 ngày, 60 ngày cũng được, cũng có, thì tùy theo cái chậu của anh em lớn nhỏ nè, chứ không nhất thiết là nó phải đúng bon cái ngày. Thì cái ngày đó, cái ngày anh em cắt nước á mà để đợi cho cái chậu nó khô kiệt nước á, thì tùy theo cái chậu nó nhỏ thì nó nhanh khô nước, thì cái thời gian làm hoa mình nó sẽ nhanh lại,
Ví dụ như mình nói đó, 60 ngày, 70 ngày, 80 ngày, 90 ngày thì những cây thiệt là to thì cái chậu nó ngậm nước nhiều thì nó sẽ chậm khô, thì nó sẽ chậm ra hoa. Đó thì cái quy trình làm hoa là như vậy anh em. Chứ em không có can thiệp vào thuốc kích hoa hết nha anh em. Đó thì mình làm hoa theo kiểu tự nhiên, không có cần phải kích hoa thuốc hoa. Còn mình xịt thuốc kích thích để cho ra hoa đồng loạt á thì nhiều khi cái cây mình nó sẽ bị nguy hiểm. Rồi thì em sẽ quay trở lại cái vấn đề cái cây mẫu đơn này em giao lưu. Sẵn em nhớ chỗ nào thì em chia sẻ với em chỗ đó. Rồi em sẽ báo kích thước cái cây này cho anh em xem nha. Rồi cái bệ này đó thì tổng cái bệ này thì em không có đo, nhưng mà em ướp cái tay vào cho anh em xem cái chu vi của nó. Còn cái chỗ này là cái thân, chỗ này nha, cũng gọi là cái thân cũng được hay là cái củ củ cũng được, thì nó ở đây thì nó rơi vào 23 cm. Cây này không có to lắm đâu, tại vì nó nằm chậu mà nó già lắm, già móc meo quá thì là như không có to. Còn ngay cái chỗ cái tay em chỉ này nè thì nó rơi vào 13 cm thôi đó. Còn cái đường thân nó thoát thân lên tầm có khoảng như hơn gang tay em nè, nhưng mà tay cành nó đóng rất là chuẩn nha. Từ từ mặt chậu lên tới cành số 1 rồi nè, nó rơi vào khoảng 10 cm nè. Rồi lên cành số 2 thì nó mới rơi vào 18 20 cm thôi. Nó tổng thể cây nó vậy rất là lùn, rất là dễ thương luôn. Rồi tổng chiều cao của cái cây này đó, từ mặt chậu nè lên tới ngọn là nó rơi vào 56 cm. Cái đường kính tán của nó từ cạnh này qua cạnh bên đây là nó 86 cm. Rồi cái đường kính hông bên đây, đây là từ đây nè qua đây là cái đường kính hông tam giác đó, đó thì nó rơi vào là 66 cm. Nó tổng cái chiều cao nó gì đó đó. Rồi anh em nào có quan tâm cái cây hoa mẫu đơn Mỹ Cam bonsai này thì liên hệ với em qua số điện thoại là 0933 119 337. Em xin nhắc lại là 0933 119 337. Anh em có thể quan tâm thì nhắn cho em cái tin nhắn hoặc là Zalo cho em thì em sẽ gửi hình ảnh cho anh em xem cụ thể nha. Rồi cuối video thì em xin trân trọng kính chào nha.